Sau hai tuần xét xử và nghị án, chiều ngày 5 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC. Cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị tòa tuyên phạt tổng 21 năm tù về hai tội danh, trong đó 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán cùng bị truy tố về hai tội danh này. Hai em gái bị cáo quyết gồm Trịnh Thị Minh Quế bị phạt 14 năm tù, Trịnh Thị Thúy Nga 8 năm tù. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa tuyên phạt các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Bản án sơ thẩm xác định trong vụ án này, các bị cáo đã lợi dụng hoạt động của thị trường chứng khoán để phạm tội, gây mất niềm tin trong xã hội, làm ảnh hưởng đến niềm tin và quyền lợi của các nhà đầu tư. Trong số các bị cáo, Trịnh Chân Quyết bị xác định là chủ mưu trực tiếp chỉ đạo, các bị cáo khác là những đồng phạm tham gia giúp sức cho bị cáo Quyết. Hành vi của bị cáo trước là tiền đề để các bị cáo sau thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm các bị cáo với mức hình phạt tương xứng với tính chất mức độ thực hiện hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử xác định quá trình diễn ra phiên tòa, lời khai của các bị cáo là phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, phù hợp với lời khai của các bị hại, khẳng định việc diện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo về các tội danh nêu trên là hoàn toàn có cơ sở. Tòa cũng xác định số bị hại của vụ án sau khi trả soát lại danh sách lý lịch là hơn 25.000 người. Đây là những người mua cổ phiếu của công ty Paros, mã cổ phiếu ROS lần đầu bị Trịnh Giang Quyết và các bị cáo khác đưa thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản